Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Liverpool tắt điện trước Real Madrid. Với đấu pháp hợp lý cùng phong độ cao của các ngôi sao, Real Madrid dễ dàng đánh bại Liverpool để chiếm lợi thế trước trận lượt về tứ kết Champions League. Real Madrid là đội nhập cuộc tốt hơn ngay từ đầu hiệp 1. Lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà giúp họ đảm bảo sự an toàn ở phần sân nhà. Trong khi đó, ở tuyến trên, những ngôi sao tấn công luôn sẵn sàng chớp thời cơ nhờ khả năng chuyển trạng thái tốt của bộ ba nơi tuyến giữa. Trong một tình huống điển hình, Real đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 27, Cruz phát đường bóng tuyệt hảo từ phần sân nhà, đúng đà băng lên của Vinicius, tiền đạo Brazil xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm tung lưới Alisson. Có bàn thắng, Real càng chơi càng tự tin, trong khi Liverpool tỏ rõ sự bối rối, sai lầm liên tục xuất hiện nơi hàng thủ của đội khách và đến phút thứ 36, Asensio trừng phạt Alexander-Arnold nâng tỷ số lên 2-0. Cuối hiệp 1, họ về Liverpool một lần nữa mắc sai lầm nhưng rất may cho họ là Asensio chưa thể có group. 2-0 là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên. Đầu hiệp 2, Liverpool lập tức vùng lên và họ sớm có được điều mình cần. Phút thứ 51, từ nỗ lực đi bóng của Jota, bóng bất ngờ đến với Salah và tiền đạo người Ai Cập chớp thời cơ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó cũng tất cả là những gì tốt nhất Liverpool làm được ở trận đấu này. Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục kiểm soát bóng ấn tượng, đội chủ nhà chơi trên cơ hoàn toàn và bàn thắng thứ 3 đến như một lẽ tất yếu. Phút thứ 65, Vinicius hoàn tất group nâng tỷ số lên 3-1. Những phút còn lại, Real tiếp tục thi đấu đầy kỷ luật và khiến cho đội khách hoàn toàn bất lực trong việc tấn công. Thắng 3-1 trên sân nhà, đại diện Tây Ban Nha chiếm lợi thế không nhỏ trước trận lượt về. Man City chiếm lợi thế mong manh trước Dortmund. Trước một Dortmund thi đấu quả cảm, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân nhà ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Đón tiếp Dortmund trên sân nhà, Man City không vội vã dâng quá cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn dễ dàng làm chủ thế trận. Đội khách chỉ đứng vững được 15 phút đầu khi ở một tình huống sai lầm của Emre Can, Mahrez dọn cỗ thuận lợi để De Bruyne mở tỷ số. Sau bàn thắng, Man City tiếp tục chơi chậm rãi. Bên kia chiến tuyến, Dortmund cũng thể được quyết tâm với những pha lên bóng ấn tượng, nhưng Marco Roy trong cơ hội tốt của mình không thể tận dụng thành công. 1-0 là kết quả của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Dortmund có dấu hiệu vùng lên. Những cơ hội tốt hơn đã đến với De Haaland và Royce, nhưng những ngôi sao bên phía đội khách đều không tận dụng thành công. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ tấn công của Man City còn vô duyên hơn rất nhiều. Quá nhiều cơ hội đến với Phil Foden, nhưng cầu thủ người Anh đều lần lượt bỏ lỡ. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Man City đã phải nếm trái đắng. Phút thứ 84, bộ ba Bellingham, Haaland, Royce phối hợp ăn ý để ngôi sao người Đức băng xuống hạ gục Ederson, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Để gỡ hòa, Man City buộc phải dồn lên trong phút cuối và cuối cùng Phil Foden cũng ghi được bàn thắng. Phút thứ 90, từ pha mở bóng ấn tượng của De Bruyne, Gundogan nhả bóng thuận lợi để Foden dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 và đó cũng là kết quả của trận đấu này. Thắng 2-1 trên sân nhà, Man City chiếm lợi thế mong manh trước khi trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Chelsea đón Kante trở lại thở phào với Pulisic. Theo xác nhận từ huấn luyện viên Thomas Tuchel, tiền vệ N'Golo Kanté sẽ tái xuất ở trận gặp Porto, trong khi ngôi sao tấn công Tristan Pulisic may mắn không dính chấn thương nghiêm trọng. Do chấn thương gân khuèo gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Pháp, N'Golo Kanté đã không thể góp mặt trong trận thua thảm West Brom 2-5. Phía Chelsea lo ngại tiền vệ 30 tuổi sẽ phải ngồi ngoài ở trận tứ kết lượt đi Champions League với Porto vào đêm thứ tư. Bên cạnh đó, Chelsea cũng thấp thỏm vì Tristan Pulisic, ngôi sao cũng gặp vấn đề liên quan đến gân khuèo và phải rời sân sau hiệp 1 trận thua West Brom. Dù vậy, tin mừng đã đến với The Blues khi cả hai ngôi sao này đều sẵn sàng cho trận đấu với Porto tại Sevilla, Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thông báo ở buổi họp báo trước trận, Tristan Pulisic rời sân trước khi dính chấn thương. Trong giờ nghỉ, Tristan nói rằng cậu ấy cảm thấy nếu tiếp tục một chấn thương sẽ xảy đến nên tôi quyết định thay người. N'Golo Kanté đã vượt qua bài kiểm tra thể lực và sẽ ngồi trên băng ghế dự bị cho Porto. Cậu ấy cảm thấy đủ khỏe để có thể xuất phát từ băng ghế dự bị. Tammy Abraham cũng có tên trong danh sách, họ đủ sức góp mặt ở trận đấu với Porto, nên đây là những thông tin tích cực. Về phần Abraham, tiền đạo này đã không ra sân trong 8 trận đấu gần nhất của Chelsea. Vì anh tái xuất sẽ giúp huấn luyện viên Tuchel có thêm phương án trên hàng tấn công. Như vậy, The Blues sẽ có đầy đủ lực lượng cho chuyến hành quân tới Sevilla. Không Newey, Ben mất thêm cả Grabby vì dính Covid-19. Do dính Covid-19 nên ngôi sao của Ben Nick, Zachary Grabby sẽ không thể tham dự loạt trận tứ kết Champions League với PSG. Ở trận đấu đầu tiên thiếu vắng Robert Lewandowski là màn so tài với RB Leipzig cuối tuần qua, Ben Nick đã giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, thử thách mang tên PSG tại tứ kết Champions League lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác dành cho nhà đương kim Rachel.
Zachary Gabi đã được huấn luyện viên Hansi Flick cho ngồi dự bị vào sân ở phút thứ 72 ở trận gặp Leipzig bởi tuyển thủ Đức gần như bị vắt kiệt sức trong loạt trận quốc tế. Truyền thông Đức đã rất kỳ vọng ngôi sao này sẽ trở lại và sắm vai trung phong, thay thế Lewandowski trong buổi xuất phát trước PSG. Tuy nhiên không may là Gabi sẽ vắng mặt. Trong buổi tập cuối cùng của Ben để chuẩn bị cho trận đại chiến, ngôi sao 25 tuổi bất ngờ mất hút. Ở buổi họp báo mới diễn ra, huấn luyện viên Hansi Flick xác nhận cầu trò đã ghi 10 bàn cho Hùm Xám từ đầu mùa, ngồi ngoài vì bị đau họng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy cầu thủ này đã dương tính với Covid-19, đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ cả hai lượt trận gặp PSG. Tờ Bild ghi nhận Ben đã sử dụng đội hình xuất phát y hệt trận thắng Leipzig trong buổi tập cuối cùng. Như vậy có lẽ Eric Maxi Choupo-Moting sẽ tiếp tục đá chính và có lần đầu chạm trán đội bóng cũ mà anh dứt áo ra đi ở phiên chợ hè 2020. Choupo là cầu thủ quan trọng của chúng tôi trong vai trò dự bị. Cậu ấy đã cho thấy những phẩm chất của mình trước Leipzig, đó là một chàng trai tốt và biết cách kết nối toàn đội. Chúng tôi mừng khi có Choupo, HV Flick nói. Cầu thủ Tottenham bất mãn, Mourinho đến ngày bị sa thải. Các cầu thủ Tottenham được cho là đã hết kiên nhẫn với HV Mourinho sau những phát ngôn gần đây của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Tottenham đang cho thấy phong độ thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Cú trượt chân tại Europa League trước Dinamo Zagreb được cho là đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa Mourinho với các cầu thủ của Spurs. Và trong diễn biến mới nhất, trận hòa của gà trống trước Newcastle hồi cuối tuần qua tại vòng 30 ngoại hạng Anh được xem như giọt nước tràn ly. Cụ thể phát biểu sau trận đấu này của Tottenham, Mourinho đã thẳng thắn cho rằng mình vẫn đang làm tốt vai trò của một huấn luyện viên và có chăng các cầu thủ Spurs đang ngày càng thiếu tinh thần, trách nhiệm với đội bóng. Theo tiết lộ của tờ Telegraph, những phát ngôn lần này của Mourinho đã khiến các cầu thủ Tottenham cảm thấy không hài lòng. Nhiều thành viên trong đội thậm chí đã bày tỏ sự bất mãn về chiến lược gia 58 tuổi. Một vài nguồn tin cũng cho rằng với việc không được lòng các cầu thủ, ban lãnh đạo Tottenham đang xem xét về khả năng sa thải huấn luyện viên Mourinho. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội để giữ ghế nếu thành công đưa Spurs vào top 4 ngoại hạng Anh sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Vào cuối tuần này, ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam, Tottenham sẽ có cuộc đụng độ Man United trong trận đấu tại vòng 31 ngoại hạng Anh. Ở trận đấu lượt đi, thầy trò Jose Mourinho đã dễ dàng đè bẹp Quỷ Đỏ với tỷ số 6-1. Tuy nhiên hiện tại thời thế đã thay đổi khi MU đang vô cùng đáng gờm, còn Spurs vẫn phải chật vật để tìm sự ổn định. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.